Qua, Hội đồng Kỹ thuật Quân sự thành phố Bà Rịa đã tổ chức hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và giao chỉ tiêu động viên huấn luyện năm 2020 cho các địa phương trên địa bàn thành phố. Năm 2020, thành phố Bà Rịa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 170 công dân. Để đảm bảo công tác tuyển chọn đúng quy định, đảm bảo yêu cầu công khai và công bằng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã ra bình cử 209 thanh niên. Trong đó, có 168 thanh niên tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ, có 3 đảng viên chính thức, con cháu cán bộ là 8 thanh niên. Theo kế hoạch, các công dân của thành phố sau khi nhập ngũ sẽ được phân bổ về các đơn vị Tiểu đoàn Vệ binh 180, Sư đoàn Bộ binh 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Cũng nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã giao chỉ tiêu động viên huấn luyện lực lượng dự bị động viên huấn luyện năm 2020 cho các xã phường trên địa bàn thành phố.